Anh Mớt ơi, không có tiền donate cho anh thì có được xem stream của anh không? Nghe nói kênh anh chỉ chơi với người giàu á. Mấy bạn nhỏ mà hiện tại mà đang không có tiền á, để donate cho Mớt thì mấy bạn chịu khó, mấy bạn lo đi học kiếm tiền gì Mớt cái. Tại vì kiểu như là Mớt cũng không có muốn tiếp đãi người mà không có tiền á. cái khúc này cắt lên, cắt ra ha, gửi lên bộ truyền thông ha, mai công an mời lên làm việc ha, tao nói nó đỉnh. Mớt mới bắn gió mày kìa, mày quay bây giờ nói là mày đâu, bây giờ mày nói là mày Hữu Hải ơi, anh cho anh nghe luôn coi coi nó dám làm gì mày không. Wow, mày đó. Bây giờ là mỗi một lần mà thằng Hải mà nó làm Theo nó làm gì mày á, mày nói anh gửi thằng Trần Quốc Hưng xuống đấm nó. Thằng Quốc Hưng á anh? Thằng Trần Quốc Hưng nó chùm game bên hai tên queo mà anh em, kiểu nó tổng tài á. Nghe đâu bây giờ thằng Trần Quốc Hưng đất ở dưới Bình Dương bây giờ nó sở hữu xương xương với 20 miếng á. Rồi kìa, này phải nâng đúp sớm á, tại vì hồi nó lát lên nó đúp mình á, thì mình đặt cái đúp lại là mình đi bộ về. Kèo này cũng là một trong những cái kèo gọi là siêu kinh điển nè, Victor rắn. Kèo đánh đời hồi trước đánh biết bao nhiêu năm rồi đó. Nhưng mà kèo này cũng Victor kèo trên lắm. Kèo này ví dụ như cầm rắn mà hơn trình Victor mới đánh được, còn cầm rắn mà kiểu bằng trình Victor đánh đuối, còn rắn mà thua trình nữa thì chịu. Kèo này mà hot nhất á là cái thời mà mấy ông biết cái thời mà còn cái gậy đầu lâu không? Cái gậy mà lên từ cái 806 với lại cái vỏ sò á. Đó, thời đó là cái kèo này là hot nhất. Không mà tôi thấy tính ra thời đó nhiều kèo hot lắm. Thời đó kiểu như đồ nó hay á, nó vừa có AB mà vừa có kháng phép ha. Nhìn được á nha anh bạn. Anh Vũ nè, anh cho nó quy chúng nè. Ơi nó thấy mày kìa, what the fuck. Làm gì có mắt. Em vừa chạy đi mua sa tế rồi nè. Anh làm cái món rắn mối nướng sa tế em bằng nước thì anh có gì em gọi thằng bạn đi cùng bia luôn. Là sao? Thằng đó, nó ngồi chung game bên hai mày hả? Ồ. Ok. Rồi, ủa, nhân ai này nó phiền đi chứ, cứu anh. Gần cái hàng cái sáu anh. Cờ kìa. Thấy nó khùng rồi kìa. Chết nhẹ. Út. Còn nhân ai, cũng nó ra nó đứng với tao nửa tiếng đồng hồ luôn mà. Đứng hoài luôn á. Mà tao nãy tao không đi bèo nó. Lá lên trên hả? Không, nó không làm vậy nó. Anh lá lên giết con rắn mà nó hiu. Không đi cái hiu. Nó quậy anh đục nước luôn mà. Ê mau rồi, có ba bãi rồi đó. Ok. Mày quay qua mày nói với người đó tao sắp đập nó tới nơi đó. Mày nói với người hiu vậy á. Mày nói anh mết, anh kêu là anh sắp đập mày đó. Sắp báo mày lên. Mày là thằng thứ 33 rồi kìa. Có chồng em đây. Nè, tụ má tao tap vào Facebook tao gọi cho Trần Quốc Hưng nè. Trần Quốc Hưng. Quá anh Trần Quốc Hưng này giờ liên lạc nó khó quá anh em ơi. Ôi đời gì mà sống kìa. Biệt chưa tắt cái máy ồn quá. Đang tắm hay gì anh em à. Phải hết chuyện. Lát nè. Cái gì vậy? Qua hàng boss bỏ tao kìa. Hai ông boss ổn không vậy? Ba anh vừa mới gánh hàng boss một pha mà gọi là anh mới gọi là giúp cho tụi nó một bàn thua trông thấy luôn á. Đã vậy. Coi không mà rung. Có anh. Còn này hết lắm anh bảy. Đánh kìa, đánh được em. Thôi đừng đánh làm gì á. Ok. Tìm bị lắc hả mọi người đợi hết trận này mất ra mất fit cái lắc tí cho nha mọi người, thông cảm tại mất lỡ vào game á, hết trận mất fit cho anh em chịu khó xíu. Bao giờ 7 tiếng lại ra mắt rồi. Hiện tại thì đội ngũ developer của anh vẫn đang trong quá trình gọi là lên ý tưởng về game ấy. Em hiện tại thì vẫn chưa hoàn thiện về mặt ý tưởng á, cho nên là anh em thông cảm đợi thêm
một thời gian nữa, không lâu đâu, mất nghĩa là không lâu đâu. Đánh con này leo răng ổn hay không á? Con này thật ra khó á. Con này thường mấy anh em thấy là mấy cái lúc mà không đua mất đâu có giờ chơi Victor đâu, thấy không? Tại con Victor này cơ bản là nó là cái con rỉa máu nhưng mà nó không có cái khả năng đi giết người ta. Thì nó phải có rừng nó đánh, cho nên thường thường đua mới chơi con này. Con này tại vì chung cái đi lấy sẽ giả hơn vậy. Là sao? Lái hút hai lần hả? Không, cái khi giả anh muốn điều khiển lúc nào là anh điều khiển muốn 100% luôn á. Hả? Anh lái khí giả, anh muốn điều khiển khí giả như nào là anh muốn làm gì là anh làm. Ừ, liên quan, khi đánh cho tao văng lại vậy. Đó, sao mất xe bố mày luôn. Cho anh tôi kìa anh em. Mà anh lái đúng không, anh kích vào cái mắt khí giả đúng không? Thầy cái trục phải của anh á, anh di vào cái hướng nào là anh đi giống như anh đi giống như anh đang di chuyển bình thường vậy này nè. Là con khí giả nó sẽ đi theo cái hướng anh muốn. Đồ nó vô ích vậy. Nó sẽ 100%, nó sẽ 100% luôn chứ không phải là anh nó bị lệch qua một hướng nào đó. Phải dùng cái trục phải á. Ok ok, hiểu hiểu. Nhưng mà vô ích nha. Không nhiều á, nhiều thằng không biết ấy, nó lái khí giả lộn ngược rầy sau lưng á. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Gắn làm gì anh hả? À? Nó lát luôn rồi đó. Mẹ luôn. Ôi sao để anh 7 nè? Sao nó lạc qua đây nữa rồi? Ủa nó đúng báo luôn rồi chứ. Đấy biết rồi đâu ra thằng xưng hô làm đồ đệ mình. Muốn đi tới đâu báo tới đó hả? À? Ôi thằng điện thoại luôn mà. Điện anh đã rí. Bạc chết. Chết chết. Anh đang ở anh vậy. Thôi đã được anh vậy. Ai em cúp bây giờ. Ôi ôi. Đéo gì vậy? Đéo gì thế? What the fuck? Bùm 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 ghê. Cũng không ai đi, nó cái bụng nó khạc cái nhưng nó chứ một kêu. Lâu quá rồi anh Bảy ơi. Nó chịu chưa? Thằng nhóc mới đang đua là team B của team web anh em ạ. Không phải đệ tử của tôi. Thực ra mấy ông hay nhầm lẫn kiểu như là mấy anh em nó chơi chung với mết với lại gọi là mấy đứa mà gọi là mết nhận làm đệ tử.